một nguyễn ngọc thành một cán bộ địa chính phường ở thành phố thanh hóa đã bị công an khởi tố bắt tạm giam 2. bị bắt vì dùng bốn sổ đỏ giả để lừa đảo 3. giả danh nhân viên việt theo lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng 4. nhận tiền cho người vào rừng phòng hộ khai thác măng bốn cán bộ bị khởi tố 5. bà nguyễn phương hằng ủng hộ lũ lụt 10 tỷ đồng nguyễn ngọc thành một cán bộ địa chính phường ở thành phố thanh hóa đã bị công an khởi tố bắt tạm giam Ngày 29 đến 9, tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1982, ngụ phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, là cán bộ địa chính xây dựng phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, về tội giả mạo trong công tác. Theo công an thành phố Thanh Hóa, trong quá trình làm việc, Nguyễn Ngọc Thành được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin xác nhận của công dân trên địa bàn phường để làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở lợi dụng nhu cầu của một số người dân cần làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở nhưng không thành thạo các thủ tục hành chính không có thời gian đi làm hồ sơ nên thành đã nhận làm hộ quá trình làm hồ sơ các loại thuế lệ phí thành sẽ thông báo để người dân đóng theo quy định ngoài ra người dân sẽ phải hỗ trợ tiền xăng xe cho thành đi lại làm thủ tục với mức giá từ 2 đến 3 triệu đồng trên bộ tuy nhiên sau khi nhận hồ sơ và tiền thuế lệ phí từ công dân nguyễn ngọc thành không liên hệ với đơn vị có thẩm quyền để làm thủ tục cấp phép theo quy định mà tự mình tại các giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa cấp trên cổng thông tin điện tử, sau đó các kế ép thay đổi thông tin trong giấy phép thật, in màu và đưa cho công dân sử dụng. Với chiêu trò trên, Thành đã làm và cấp 4 giấy phép xây dựng giả, qua đó đã thu của người dân tổng số tiền 85 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Bị bắt vì dùng 4 sổ đỏ giả để lừa đảo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai bắt giữ Ngô Thị Huế, sinh năm 1975, ngụ phường Bảo Vinh, Long Khánh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Qua điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Ngô Thị Huế đã lên Facebook thuê làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, mang tên mình nhằm mục đích sử dụng vào việc lừa đảo. Khi có 4 sổ đỏ giả trong tay, Huế đã dùng để thế chấp cho bà DTT, ngụ thành phố Long Khánh để vay tiền. Vì không biết đó là giấy tờ giả, bà T đã cho Ngô Thị Huế vay tổng số tiền 800 triệu đồng. Sau đó, bà T. nghi ngờ mình bị Huế lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã trình báo công an. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Ngô Thị Huế. Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là bị hại của đối tượng này liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an để trình báo và giải quyết. Giả danh nhân viên Việt theo lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa khởi tố và bắt tạm giam năm đối tượng giả danh nhân viên Việt theo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm đối tượng dùng sim trắc giả danh nhân viên Việt theo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh vừa khởi tố và bắt tạm giam năm đối tượng gồm Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1990, Trần Công Hoàng, sinh năm 2000, Trần Công Dung, sinh năm 1991, Trần Công Tuấn, sinh năm 1996, cùng trú tại thôn Sơn Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Đinh Thị Thơm, sinh năm 1976, trú tại xã Dân Tiến, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Về hành vi giả danh nhân viên Việt, theo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo cơ quan chức năng, từ tháng 5 năm 2024, do không có nghề nghiệp ổn định, nhóm đối tượng đã lên kế hoạch lừa đảo bằng cách sử dụng các số điện thoại rác, sim không chính chủ và ngẫu nhiên đến nhiều người để tìm kiếm nạn nhân. Sau khi có người nghe máy. Các đối tượng tự xưng là nhân viên của Viettel và thông báo nạn nhân đã trúng thưởng những phần quà lớn như tiền mặt và xe máy SH trong chương trình tri ân khách hàng của công ty Viettel. Để tạo lòng tin, các đối tượng liên tục đưa ra những thông tin gian dối về các giải thưởng lớn và yêu cầu nạn nhân phải được một số tiền dưới hình thức mua thẻ cào điện thoại để đóng phí và làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi nạn nhân mua thẻ và cung cấp mã thẻ cho các đối tượng, các đối tượng nhanh chóng chuyển các mã thẻ này cho Đinh Thị Thơm để bán và chia nhau số tiền chiếm đoạt được. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 6 năm 2024, các đối tượng thông báo anh xin trúng thưởng 200 triệu đồng và một chiếc xe máy SH, yêu cầu anh nộp tiền phí nhận giải bằng thẻ cào điện thoại. Tin tưởng, anh xin đã mua và nộp nhiều thẻ cào với tổng giá trị lên tới 74,5 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền này, các đối tượng chia nhau và tiếp tục lừa nạn nhân với các yêu cầu nộp thêm tiền để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Ngày 30 tháng 6 năm 2024, nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo tương tự với anh già Mỹ già, trú tỉnh Hà Giang. Lần này, chúng thông báo anh già đã trúng thưởng 200 triệu đồng và xe máy SH. Sau khi yêu cầu anh mua thẻ cào điện thoại để làm thủ tục đăng ký và đóng phí, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 53 triệu đồng của anh già. Với các hình thức này, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều bị hại với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đối tượng Đinh Thị Thơm đã hỗ trợ nhóm lừa đảo bằng cách cung cấp sim rác không đăng ký chính chủ để các đối tượng sử dụng. Bên cạnh đó, Thơm còn cam kết thu mua lại các mã thẻ cào mà nhóm lừa đảo chiếm đoạt được với giá trị 60% so với giá gốc. Sau đó, Thơm bán các mã thẻ này cho các đầu mối khác để kiếm lời. Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ thêm các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhận tiền cho người vào rừng phòng hộ khai thác măng, 4 cán bộ bị khởi tố, 4 cán bộ trạm quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Châu Bính, Quy Châu, Nghệ An. Bị khởi tố vì thu 50 triệu đồng của người dân để cho họ vào rừng khai thác măng, ngày ngày 29 tháng 9, cơ quan chức năng huyện Quy Châu, Nghệ An. Khởi tố 4 người nguyên là cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ Quy Châu để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bốn bị can này gồm Phan Huy Dũng, sinh năm 1982, trú xã Diễn Hành huyện Diễn Châu, Trịnh Quốc Sáng, sinh năm 1999, trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương; Trương Văn Sang, sinh năm 1984, trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu và Bùi Anh Tuấn, sinh năm 1994, trú phường Đội Cung, thành phố Vinh. Phan Huy Dũng được phân công phụ trách trạm quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ châu bính, thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu. Dũng cùng ba cán bộ trên có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, ngăn chặn hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tuy nhiên, Cả bốn người đều thống nhất nhận tiền của người khai thác lâm sản. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, trong 2 tháng, tháng 7 và tháng 8 năm 2024, Dũng, Sáng Sang, Tuấn đã thu tổng cộng 50 triệu đồng của một số người dân để cho họ vào rừng khai thác măng. Số tiền này được bốn cán bộ sử dụng vào chi tiêu sinh hoạt chung của trạm. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Trên sân khấu, CEO Khu du lịch Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ đáng chú ý sau khi tuyên bố mở cửa khu du lịch Đại Nam miễn phí 4 ngày. Tối ngày 29 tháng 9, CEO Khu du lịch Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng đã lần đầu xuất hiện trước công chúng trong sự kiện nghệ thuật của khu du lịch. Theo đó, CEO Nguyễn Phương Hằng có mặt cùng chồng và con trai, thân thái tươi tắn. Không chỉ có những chia sẻ đáng chú ý, bà Nguyễn Phương Hằng còn đại diện khu du lịch quyên góp số tiền khủng để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, bà là tác giả của chương trình và hy vọng mọi người sẽ chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngay trên sân khấu, OA Nguyễn Phương Hằng thông báo xin được thay mặt công ty quyên góp số tiền 10 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng được thả tự do hôm 19 tháng 9. Điều OA được ra tù trước thời hạn 3 tháng do quá trình cải tạo tốt. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 24 tháng 3 năm 2022. Sau thời gian điều tra, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 đến 2 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo nội dung vụ án, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Từ tháng 3 năm 2021, bà Phương Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều người, trái quy định của pháp luật.